Hello, welcome back to my channel Start Again được không? Các bạn có một cái phó tất cả đầu tiên à? Xin được hiểu phiêu. Xin hiểu, các bạn có thể phi chiếc máy bay này. Lúc đó thì xin hiểu thấy lè sơ chiếc máy bay và không bắt các bạn nữa. Chúng ta đang gần đây. Chúng ta phát hiện ra mình không? Chúng ta đi ngay rồi. Phi thôi. Ngôi nhà đầu tiên. Các bạn sẽ phải tìm từng ngôi nhà một, sau đó trả lời câu hỏi từng ngôi nhà. Tất cả là có 3 câu hỏi. Khi trả lời đủ 3 câu hỏi, các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng và các bạn sẽ hoàn thành được chiếc công an ở đây. Lần thứ hai đã nhìn thấy rồi. Bây giờ thì Siri Hill mà phát hiện ra mình thì mình không còn cách nào để chạy luôn, bởi vì đã hết chiếc máy bay này rồi. Mình nhà này phải tìm được kết quả.
lần các bạn vào tập luyện này thì tất cả những con đường đều được thay đổi hết. Oh my god, không chạy được rồi. Khi các bạn bị phát hiện, các bạn không thể tài nào chạy được luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. See you here. Forest Monster here. Ở tựa game này nói về những con người đang chặt phá rừng. Và đây thì xin kia được tái tạo ở đây. Đó chính là ba thần cây. Và các bạn sẽ hóa thân là xin kia. Đấy, khi các bạn hết máu, các bạn có thể phá những tòa nhà hay là những chiếc tròi này, các bạn sẽ được hồi máu. Và những chiếc tròi và những tòa nhà đều được làm từ thân cây.
và càng ngày bạn sẽ càng to ra. Càng ngày càng đông quân. Ô, mình đã đai rồi. Wow. Khẩu súng của họ dẫn âm rất là mạnh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái thứ 3. Forest Mother, xin đến hiểu. Và tới cái này các bạn phải mở cánh cửa ra. Đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên đó là các bạn sẽ phải tìm chiếc máy ảnh camera. Đây rồi. Nhiệm vụ tiếp theo đó là các bạn sẽ phải đi chụp vào đồ hình. Cửa đây đã mở ra. Và bây giờ thì mình sẽ tẩu thoát khỏi đây này. Back to Sarkas. Các bạn sẽ quay trở về chiếc xe của mình. Thank you.
Ok, tiếp tục rồi. Đâu vào lòng. Level 6. Level 7. Dưới này không? Không phải đâu. Level 8. Level 9. Oh no. Oh my gosh. Nèo về cuối cùng. Rồi, nèo vào lại để tàu thoát khỏi Sydney, thoát khỏi ngôi nhà này. Không phải đây. Cánh cửa lại. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo.
Christoph ra. Hamas. Tìm một chiếc chìa khóa. Ok. Oh my god, nice rồi. Wow. So ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. SCB 6789 series nha. Xe hỏng. Và ở đây các bạn còn tìm được đó chính là ba bức hình. Khi các bạn làm nhiệm vụ thành công, lúc này các bạn sẽ thoát khỏi thị trấn này. Và trong thị trấn này thì có xin hiệu ông ta rất là to. Khi các bạn đến gần thì các bạn sẽ bị nhiễu sóng, nó như kiểu là rất nhiều bức xạ. Ở đây thì mình sẽ đi tìm một chiếc bánh xe.
Oh my god, bắt rồi. Oh my god. Ok, và mình sẽ chuyển sang tập tiếp theo. Sẽ phải đi tìm thứ nhất đó chính là một chiếc chìa khóa xe ô tô. Sau đó thì khi tìm được chìa khóa xe ô tô, các bạn sẽ phải tìm những bình xăng. Ở đây thì các bạn sẽ đi vào từng ngôi nhà một xem chìa khóa xe ô tô đến đâu. Rất khó nhìn, rất tối tăm. Cánh cửa tự nhiên mở ra. Xin hiện đang gần đây, lúc đó tim mình đang đập nhanh. Ok, và đã có chiếc chìa khóa. Hết xăng luôn. Hết xăng rồi. Oh my god. Và lúc này các bạn sẽ phải tìm tất cả 5 bình xăng. Khi tìm đủ 5 bình xăng, các bạn lại ấn vào chiếc xe này. Từ đó các bạn sẽ thoát khỏi đây. Ok.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái đường cuối cùng. Kerry, xin đi theo. Đó chính là các bạn sẽ phải đi tìm từ mình xong. Mình sẽ phải nhớ chiếc xe ở đây. Chiếc xe ở chỗ lùm cây có hai ánh sáng. Ok. Rồi sau đó các bạn sẽ phải đi tìm chiếc xe ô tô. Cái này thì không phải đâu. Thì mình nghĩ thì nó sẽ ở gần đây. Lại tiến tới khu giải đất rồi. Thì mình nghĩ thì nó sẽ làm ở gần đường này. Trục nào đó quanh đây.
đó khi các bạn tìm được chiếc xe, điều đó các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sau đó tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây thì không phải rồi, nó ở một cùng cây và có hai ánh sáng. Rất khó nhỉ. Khá là rộng. Mình đi xung quanh vẫn chưa thấy đâu. Các bạn sẽ phải đi xung quanh để tìm được chiếc xe. Khi tìm được chiếc xe, các bạn sẽ lên xe và đi tiếp. Khi đi đến một đoạn thì các bạn lại phải tìm 5 thứ nữa, đó chính là một bánh. Ok, rồi và mình xin phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.